Mến chào các bạn đã quay lại kênh hướng dẫn viết chữ nho trong đông y. Hôm nay mình tiếp tục làm với bài viết về châm cứu trị về tinh. Tiếp theo, thất tinh. Dạ. Trung. Đại nhiên thái xung đẳng quyệt dài chủ gia chủ cương mục xuất xứ từ cương mục hư mộng tinh nghi thủng lại trung phong cương mục
Di tinh ngủ hư kìa cứu khúc cốt tứ thắc tráng quẹt tại tiền âm quanh cốt trung ương khúc như nguyệt trung ương thị giả cương ngục mình xin đọc lại một lần. Thất tinh tinh giật mất tinh và tinh tràn trung cực đại hắc nhiên cấp thái xung đẳng quyệt các việc đó vân vân.
giai chủ đều làm chủ, hư mộng là hư hao và mộng tinh, thất tinh, mất tinh, nghi thủ nên dùng đến đại hách là tên quyệt, trung phong là tên quyệt, di tinh, ngũ tạng, hư kiệt, di tinh và ngũ tạng đều hư yếu, kiệt quệ, cứu. Khúc cốt, cứu quyệt khúc cốt, tứ thất tán, 47 lần. Quyệt tại, quyệt ở tại, tiền âm là phía trước của bộ phận âm, hoành cốt là xương ngang, trung ương khúc ở chính giữa, công khúc là công, như nguyệt là giống như mặt trăng, trung ương là ở giữa mặt trăng, thị giả là đúng là vậy, cương mục xuất xứ từ cương mục. Chào tạm biệt các bạn.